Ngoài Chí Anh, Phan Hiển, Đường Tình, Khánh Thi còn có hai người đàn ông ít ai biết. Để có mái ấm hạnh phúc như hiện tại bên cạnh Phan Hiển, Khánh Thi từng trải qua rất nhiều chông chênh trước đó trong chuyện tình cảm. Chí Anh nhắc đến người đàn ông trong cuộc đời Khánh Thi. Ngoài người chồng hiện tại thì Chí Anh có lẽ là cái tên được nhiều khán giả nhớ nhất. Bởi trước đó Khánh Thi, Chí Anh từng được ca tụng là cặp tiên đồng ngọc nữ của làng đen cớp Việt Nam. Đẹp đôi không chỉ trên sàn diễn mà cả ở ngoài đời. Cả hai quen nhau từ năm 1999 và cùng bắt đầu luyện tập khiêu vũ chuyên nghiệp vào năm 2000. Thời điểm ấy, bộ môn đen cớp ở Việt Nam chưa được nhiều người biết tới, nên sự xuất hiện của Khánh Thi, Chí Tâm thu hút khá nhiều sự quan tâm. Năm 2002, cặp đôi tự bỏ tiền túi sang Pháp để học tập và thi đấu ở nhiều cuộc thi khác nhau. Dù không phải là mối tình đầu của Khánh Thi, nhưng Chí Anh là người kề cạnh cô từ lúc bắt đầu đam mê đen cớp. Nhân thưởng sau 11 năm yêu nhau, cả hai sẽ về chung nhà, nhưng cái kết chia tay là điều khiến nhiều người tiếc nuối. Trong mắt Khánh Thi, bạn trai khi ấy là một người hoàn hảo, nên khi dừng lại mối quan hệ này, cô đã dai dứt và mất thời gian dài để nguôi ngoai. Thậm chí hai bên gia đình cũng sốc khi cặp đôi chia tay sau hơn một thập kỷ yêu nhau. Khánh Thi tâm sự, lý do cô và Chí Anh chấm dứt là bởi cảm thấy nhàm chán khi ở cạnh nhau quá lâu, tình cảm không còn nồng nàn như thuở ban đầu. Cuối cùng họ chọn dừng lại nhưng vẫn dành sự tôn trọng cho đối phương. Có thời điểm cặp đôi ngại xuất hiện cùng nhau sau khi chia tay. Nam kiện tướng đen cớp cũng đổi bạn nhảy mới. Về sau cả hai dần kết nối lại nhưng với cương vị bạn bè và giữ mối quan hệ tốt đẹp cho tới hiện tại. Sau khi chia tay Khánh Thi, Chí Anh cũng có một mối tình với học trò không được kéo dài được lâu. Hiện tại, nam kiện tướng đen cớp Việt Nam đã có gia đình riêng với vợ xinh đẹp kém 20 tuổi và có hai thiên thần nhỏ đáng yêu. Chí Anh không còn giữ được ngoại hình phong độ như thời trẻ, từng bị nhận xét phát tướng với bụng bia, để râu trông già dặn hơn. Hiện anh đã chuyển sang làm huấn luyện viên, chuyên bồi dưỡng tài năng mới cho nền đen cớp Việt Nam. Quang Dũng, sau khi chia tay Chí Anh, Khánh Thi vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp và có dự định làm nghệ thuật. Cô cũng bắt đầu tham gia bước nhảy Hoàng Vũ với tư cách giám khảo. Năm 2013, Khánh Thi gặp đạo diễn Quang Dũng tại cuộc thi này và bắt đầu có cảm tình với đàn anh. Khánh Thi từng tâm sự, chúng tôi đã thích nhau 3 năm rồi, ngay từ khi bước nhảy Hoàng Vũ mùa đầu tiên cơ, lần đầu gặp đã có cảm tình với nhau. Lúc ấy anh ấy có bạn gái khác, nhưng cái feel của hai đứa với nhau là đó. Lúc đó tôi có những vấn đề về nghề nên hay gọi điện hỏi han. Rồi bẵng đi vài tháng tôi cũng chẳng hỏi nữa. Đến một ngày tôi thấy ngạc nhiên, sốc nhất là khi đến nhà bạn tôi chơi. Anh ấy mở piano ra, tự chơi một bản nhạc và hát. Hình ảnh đó làm tôi choáng. Không nghĩ một gã xù xì như thế lại có thể được những điều đấy. Tôi bị đánh gục hoàn toàn từ giây phút đó. Thế nhưng khi tin đồn cả hai sắp làm đám cưới xuất hiện, nhiều người hào hứng, thì bất ngờ đạo diễn Dũng Khùng tuyên bố, có bao giờ tôi tự nhận mình và Khánh Thi yêu nhau đâu mà giờ có chuyện chia tay. Lúc người ta nói yêu nhưng không nói gì mà giờ người ta đồn im lặng thì tôi cũng vậy thôi. Sau đó nam diễn viên không chia sẻ thêm điều gì về Khánh Thi ngoài việc nói thêm chưa có nhu cầu lấy vợ vì tôi mới có 34 tuổi thôi. Sau lần ấy cả hai không còn xuất hiện bên cạnh nhau hay nói về nhau. Đạo diễn Quang Dũng cũng không đề cập đến chuyện tình cảm riêng tư nhiều như trước. Đức Tuấn, trong số những quý ông xuất hiện trong cuộc đời Khánh Thi, ca sĩ Đức Tuấn là một dấu hỏi lớn, đi kèm với những hoài nghi dù cả hai từng gây sốt bởi những bức ảnh hôn nhau như người tình. Mối quan hệ này bắt đầu gây chú ý khi nam ca sĩ mời Khánh Thi đóng chung MV, khen cô là người mang đến nhiều cảm xúc, sự lãng mạn và say đắm cho anh khi hát. Đức Tuấn cũng từng được giúp đỡ bạn gái tin đồn rất nhiều trong cách vỡ bài khi cô chuyển hướng sang ca hát. Chưa kể Đức Tuấn từng tuyên bố với truyền thông, với tôi Khánh Thi tuyệt vời lắm, được yêu cô ấy là hạnh phúc quá rồi. Anh còn nhấn mạnh rằng, phải lấy người như Khánh Thi. Trong live show dấu ấn năm 2014, Đức Tuấn khiến khán giả ngỡ ngàng khi khóa môi Khánh Thi ngay trên sân khấu như một cách khẳng định chuyện tình yêu. Những năm sau, nữ kiện tướng đen cớp cũng thừa nhận từng rung động và cảm mến Đức Tuấn. Chẳng định nam ca sĩ chuẩn men giữa lúc ấy anh bị nghi ngờ về giới tính. Tuy nhiên cả hai cho rằng không thể đến được với nhau vì duyên phận, chỉ có thể làm bạn. Phan Hiển, sau nhiều chông chênh tình cảm, Khánh Thi tìm được bến đỗ bên cạnh Phan Hiển. Trước đó, Phan Hiển từng là học trò kém Khánh Thi 12 tuổi. Khi mới 16, 17 tuổi, Phan Hiển tìm tới Khánh Thi để theo học đen cớp và bắt đầu siêu lòng với cô giáo của mình. Về sau, họ trở thành cặp đôi khiêu vũ ăn ý, giành nhiều huy chương ở các giải đấu quốc tế lớn. Sau những ngày cùng tập luyện và thi đấu, cả hai nảy sinh tình cảm, Khánh Thi từng kể.
Nhắc tới Phan Hiển ngày trước, tôi luôn nhớ đến hình ảnh chàng trai lúc nào cũng nhìn tôi trân trân. Tôi đi đâu cũng lẻo đẻo theo sau và luôn khiến tôi cảm nhận được sự ganh lan, chân thành. Tôi thương Phan Hiển ở chỗ anh ấy luôn để ý tới tôi những điều nhỏ nhặt nhất. Mỗi lần cùng tôi đi chơi với bạn, hầu như lúc nào anh cũng dành sách hết mọi thứ. Không chỉ ga lăng với tôi, Phan Hiển còn sách phụ đồ đạc cho cả bạn bè của tôi nữa. Nhìn dáng anh ấy nhỏ xíu mà lúc nào cũng le te chạy trước. Tay sách nách mang thay bạn gái thật đáng yêu kinh khủng. Thậm chí cô cũng không biết mình độ trước người tình trẻ từ khi nào. Cuối năm 2014, Khánh Thi tiết lộ đang mang thai con đầu lòng. Tuy nhiên nữ kiện tướng đen cớp không tiết lộ danh tính bạn trai. Sau đó cô mới thừa nhận Phan Hiển chính là bến đỗ mà mình lựa chọn. Sau khi có con trai Kobe, Khánh Thi tiếp tục sinh con gái đáng yêu Anna. Ông bố hai con từng tâm sự, lúc cả hai mới chuyển về sống cùng gia đình anh, mọi chuyện khá khó khăn. Phan Hiển từng đứng ra kết nối vợ với những người thân trong gia đình. Hiện tại mối quan hệ giữa Khánh Thi và nhà chồng tương đối tốt, bố mẹ chồng giúp đỡ cô rất nhiều trong việc chăm sóc hai con nhỏ. Phan Hiển rất hiểu những khó khăn và thiệt thòi của Khánh Thi khi đến với mình. Chính vì thế anh luôn tìm cách bù đắp cho vợ. Kiếm được bao nhiêu tiền, Phan Hiển đều đưa cho vợ giữ. Trong việc tập luyện đen cớp, anh nghe theo ý kiến chuyên môn của bà xã. Tuy nhiên trong cuộc sống hàng ngày, anh là người quyết định những vấn đề lớn. Sau hơn một thập kỷ yêu và chung sống như vợ chồng, dù đã có hai thiên thần nhỏ, nhưng Khánh Thi Phan Hiển vẫn chưa làm đám cưới. Đó cũng là điều Khánh Thi khao khát. Hiện tại Phan Hiển đang từng bước chuẩn bị cho việc biến ước mơ của vợ thành hiện thân. Cặp đôi dự định sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay. Nhớ lại. Like you.